với dân số dưới 10.000 người, sinh sống chủ yếu ở hai huyện Tam Đường và Sìn Hồ. Người Lự được biết đến với nhiều nét đẹp trong văn hóa kiến trúc nhà ở, đặc biệt là các lễ hội phong phú, đa dạng, gắn liền với chu kỳ nông lịch như lễ hội cúng sừng, lễ hội cơm mới, lễ hội cúng trâu. Bên cạnh đó, người Lự ở Bản Hon, huyện Tam Đường còn được biết đến với nhiều nghề truyền thống nổi tiếng. Bên cạnh những sản phẩm độc đáo được rất nhiều khách du lịch ưa chuộng từ nghề dệt thì bà con người Lự còn được biết đến với nghề đan lát truyền thống rất là nổi tiếng. Và ngày hôm nay trong chương trình Khám phá Lai Châu, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nghề đan lát truyền thống của đồng bào dân tộc Lự. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng thường ngày trong sinh hoạt, đồng thời tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên như song, mây, tre, nứa, người Lự đã vận dụng trí thông minh cùng với sự sáng tạo, khéo léo của mình để tạo ra vô số những sản phẩm đẹp mắt, có tính tiện ích cao. Thông thường, để tạo ra một sản phẩm đan lát hoàn hảo, người làm phải thực hiện rất nhiều công đoạn như vào rừng chọn tre, chọn cây mây, phơi, chẻ nan, vuốt nan, rồi sau cùng mới là đan tạo hình. Mỗi công đoạn đều yêu cầu sự tỉ mỉ, khéo léo và hết sức tinh tế của người thợ. Sản phẩm đan lát của người Lự gồm nhiều chủng loại với các kỹ thuật đan khác nhau và có mặt trong nhiều lĩnh vực đời sống như dụng cụ đánh bắt cá, vật dụng chứa sản phẩm nông sản, đồ dùng gia đình và các vật dụng cần thiết trong nghi lễ cúng. Ngày nay, các sản phẩm đan lát của người Lự còn là những sản phẩm du lịch độc đáo và đặc sắc. Đây là cơ sở quan trọng để bà con nhân dân có thể giữ gìn, phát huy và lưu truyền cho các thế hệ mai sau, đồng thời giới thiệu đến du khách thập phương nét văn hóa riêng biệt trong nghệ thuật đan lát, mây tre nứa. Anh nhìn em nhé. Vâng, thưa anh, là khi đến tham quan bản của người Lự ấy, thì em được thấy rất là nhiều những sản phẩm từ mây tre đan. Vậy thì anh có thể cho em biết là những sản phẩm này ấy, thì có vai trò như thế nào trong cuộc sống của mình ạ? Cái sản phẩm của dân tộc thì có vai trò rất quan trọng, để phục vụ cái nhu cầu
sản xuất với lại cái đời sống để sinh hoạt hàng ngày. À, vậy thì những sản phẩm của mình thì anh có thể kể tên cho em được không? Đó là những sản phẩm nào và công dụng của nó ra sao ạ? Thứ nhất là có thể là mình có thể kể qua một vài sản phẩm như là cái đơm để đi bắt cá. Hai nữa là cái rổ giá gì để đựng đi nhặt rau ấy. Thứ ba nữa là có thể là cái giỏ để đựng cá. Đấy. Cái sản phẩm đấy là sản phẩm mình sử dụng hàng ngày để sinh hoạt. Cái gùi thì cũng có thể là mình cũng nó cũng sử dụng thôi, nhưng mà nó cũng không được thường xuyên. Như có đến mùa có thể là đeo ngô, là củi sắn chẳng hạn, thì mình vẫn sử dụng cái đấy để hỗ trợ cho mình để làm cái dụng cụ. Vâng, vậy thì anh có thể cho em hỏi là những nguyên liệu để mình tạo ra những sản phẩm mây che đan này thì mình lấy ở đâu ạ? Cái này thì mình lấy ở trên rừng thiên nhiên. Cái này thì mình cái tre hoặc là cái nứa để về để mình sản xuất ra cái đấy để làm cái dụng cụ. Cũng có thể là dùng cây mây hoặc là cái dây rừng, mình có thể tạo ra cái sản phẩm được. Khi mà tạo ra một sản phẩm mây che đan thì nó khó khăn nhất ở điểm nào vậy? Thứ nhất là về cái công đoạn để mình để làm cái sản phẩm ấy, thì thứ nhất là cái công đoạn mình chẻ rồi mình vót nhọn rồi, cái đấy là công dụng đấy là nó rất là phức tạp nhất. Hai nữa là lan thì nói chung là nó cũng mình phải làm đúng kiểu là nó mình cái đồng đều cái sự đồng đều, và cái tre nó không được quá già và không được quá non. Thì nó mình chọn cho nó phù hợp thì nó mới được. Anh cũng là một trong những người đồng bào dân tộc Lự, vậy thì anh có thường xuyên tạo ra những cái sản phẩm này không, và anh học nó từ ai ạ? Cái này thì mình cũng thường xuyên để làm cái sản phẩm để phục vụ cái nhu cầu cuộc sống của cái dân tộc của mình. Đấy, thì cái nghề này đấy thì mình cũng nhờ cái già làng rồi các cụ nó truyền lại, mình học tập cái đấy để lưu truyền cho các con các cháu. Là vậy thì anh học từ năm bao nhiêu tuổi, và những sản phẩm bây giờ thì anh có thể tạo ra được những sản phẩm nào? Mình thì cũng học cũng từ bắt đầu là từ khoảng 20-25 tuổi là mình cũng bắt đầu là tập làm cái việc này để phục vụ cái nhu cầu. Ngày nay ấy, thì mà khi giao thương đã phổ biến cũng như là các sản phẩm thay thế đồ mây che đan rất là nhiều, vậy thì những cái đồ mây che đan này vẫn có vai trò như thế nào trong cuộc sống của người Lự? Nói chung là cái này thì cái bản sắc văn hóa của mình là mình sử dụng cái này nó rất là nó phù hợp. Còn mình đi mua ở ngoài thị trường thì có thể là nó không sợ, nó không đảm bảo. Hay là cái điều kiện mình có cái cây rồi mình biết đan như sản xuất ra thì mình sử dụng cái đấy thì nó không đỡ phải đi mua. Nghĩa là vừa tiết kiệm cũng như là vừa đảm bảo cho cuộc sống của mình, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả là rất tuyệt vời phải không? Khi đến với bản Bãi Châu, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường thì quý vị và các bạn có thể là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các lễ hội, các nét văn hóa độc đáo. Bên cạnh đó thì là còn có thể là gặp và sử dụng cũng như là mua những sản phẩm mây che đan truyền thống để mang về. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Khám phá Lai Châu cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.